bắn đi, bắn đi. Hiếu thứ hai bị ném điện thoại vào người trong concert Anh Trai Say Hi gây phẫn nộ. Theo đó, tại concert Anh Trai Say Hi vào ngày 19 tháng 10, Hiếu thứ hai đã gặp phải tình huống bị người hâm mộ ném điện thoại vào người ở cự ly gần khi anh đang di chuyển dưới sân khấu. Chiếc điện thoại bay suýt trúng người Hiếu thứ hai, khiến cho nam rapper giật mình vài giây. Đáng chú ý, đây là hành động cố tình của người ném bởi trong video có thể nghe rõ tiếng kêu quay đi quăng đi từ một người khác chứ không phải vô tình trượt tay. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội, cư dân mạng chỉ trích hành vi ý thức kém gây nguy hiểm của người ném điện thoại về phía Hiếu thứ hai. Theo nhiều người, tình huống này có phần may mắn khi chiếc điện thoại này đã không bay trúng vào mặt hay đầu của Hiếu thứ hai. Nếu không, chính bạn fan đó đã là người gây thương tích cho nam rapper và khiến cho concert Anh Trai Say Hi diễn ra không trọn vẹn. Ngoài ra, cư dân mạng cũng kêu gọi các bạn trẻ thần tượng văn minh không ném đồ để gây chú ý hay có những hành vi hâm mộ quá khích đối với các nghệ sĩ.